Em muốn như kể Arminda ta vâng. À, và hôm nay thời tiết là mưa cả ngày nên là công việc làm giếng là đã phải hoãn lại, phải để đến buổi ngày mai, nếu mà mai mà thời tiết đẹp thì là sẽ làm giếng. Vâng. Hello, xin chào tất cả các quý khán giả. Buổi chiều hôm nay trời mưa nên là mình sẽ chuyển sang công việc khác. Đỗ cô ve của mình làm là đã lên được 2 lá mầm rồi, thì chiều nay mình sẽ bảo bạn ấy chặt tre để Marcelino. Chào tất cả các bạn. Phê dòng để cột à ai giá sấy bánh và dê oai dĩa oai dĩ su ve kasim bà đề sa ama nha. Mình ra việc cho bạn ấy xem, ra hỏi tình hình là xem bạn Mati nhù thế nào rồi. Mati nhù ra ta bổng. Doutor, ele fala ontem, você vai lá? Não, até que sempre quando ele fala, ele é junto, eu sozinho não. É o cubado. Vâng, bạn Mati Nhu thì hôm nay cũng đỡ rất nhiều rồi. Chắc là... Amanhã tao nhau không? Bạn ấy là phải bảo mình đưa sang bác sĩ. Bạn đi một mình thì rất là ngại. Nên là mình hôm qua bạn không đi được. Giá bài sổ Amia Traba nhá. Oi gì nào? Oi gì pha dê để kể mê già để phê rong. Buổi sáng nay quay sang đây, quay sang bên chỗ cát này thì là buổi sáng là mọi người cũng đã chuyển cát về cho mình rồi. Sáng mai nếu mà thời tiết đẹp thì mình sẽ đổ thành giếng. Mai mình còn phải đi mua sắt nữa cơ. Chứ hôm nay mình chưa đi mua được. Sáng nay thì xe máy của mình nó hỏng mất cái phanh. Mình đi thì nó không may nó bị gãy. Nên là gãy rời ra nó đứt nó tuột. Được mấy hôm sáng nay mới rảnh được một chút nên là mình cũng đi sửa cái xe. Mati nhu. Mà con ma xe núi á. WS Sinotobong. WI á. À, như mọi người nói là tại sao không xây thành giếng bằng đá thì là hiện tại là đang hết đá nên là công việc là phải dừng lại, buộc là mình phải đổ. Chứ mình cũng có muốn xây đá thì nó chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn. Đá thì còn có từng đây thôi, còn có 2 đống con này thì là chắc là mình cũng lót vào để đổ cùng xi. Ok. Vai con ma xây lúa. Trời lại bắt đầu lại mưa rồi, mưa đất phớt rồi. Xin chào. Nào. Mình không chào bác cái loại. Vai agora. Por que? Aí já trabalho um bom. É sim, é? Esse pau, esse é tá bom. Ah, rachar tipo sim. Assim. Ok. É por contato mais pequeno, ah? Dividir mais dois. Ah, mais dois. Sim. Fazer agora tem chuva. Sim. Esse tá bom. Ok. Vâng, đây là đỗ của mình. Đỗ của mình thì cũng lên được 2 lá mầm là rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ làm dàn cho nó để nó chuẩn bị leo. Mấy hôm vừa rồi mình bận cái giếng nên là chưa làm dàn được. Thì hôm nay tiện là thời tiết mưa nên là không đổ được cả thành giếng nên sẽ ra đây để làm dàn luôn. À, cái này mình phủ cỏ là nó ngoi lên cũng rất là khỏe. Bạn Mati nhù chắc hôm nay cũng đỡ nhiều, thì tí mình sẽ bảo bạn ra sẽ hộ cùng làm cùng với Masinino. Từng đây thế này thôi cũng được 3-4 uống. 4 uống là sau này cũng được rất là nhiều ấy luôn này. Hiện tại thì bạn Masinino đã trẻ xong tre, tí nữa bạn sẽ chặt ngắn ra để cắm dàn.
các cháu đi lấy được một quả đu đủ. Kể nó mi kể. Ừ. Nó mi kể. Ừ. Ăn cả vỏ. Rồi cháu ăn. Có me để vào gà sơ. Hết quả. Biết giữ đồ đấy. Bố sẽ quạt đau, bố sẽ có me cà bố. Ăn rất là bình tĩnh. Mà sushi, azu levanta esse. Esse eniza caiu. Am ha bang. Cây dưa của mình là nó hôm qua mưa to quá nó đổ nên là mình mới đã bạn Masushi này đang buộc để cho nó ấy vào để cho nó bắt vào cái cây này nó không bị đổ, sau này nó cứ leo theo hướng. Cây này nó bị nhiều cây nó chưa kịp leo lên, cây này đã bị gãy rồi, chết rồi. Cái cây ủa. Cái này này vai buscar ensada. Ensada. Xin vai buscar ensada. Cái này mình phải đắp thêm đất là tại vì nó bị đang bị gãy gốc để cho nó chồi cái rễ ra. Rễ mới ra. Ok. Cái này nó bị gãy. Tá bom. Obrigado. Cái dưa của mình, cây này là to nhất trong vườn. Đây là dưa gang. Thì hôm nay bắt đầu là có hoa rồi. Nhưng mà chắc hoa dưới này chắc chắn nó chưa đậu được. Còn ở trên này nó là dưa chuột. Dưa chuột thì lên có vẻ kém hơn. Dưa chuột mùa này chính ra là cũng rất khó trồng. Nó như kiểu là chuyển sang mùa thu. Nên là nó lên rất là kém. Chỉ có dưa gang lên khỏe thôi. Bên này là dưa chuột. Cây này cũng là dưa chuột, nhưng cây này thì nên khỏe hơn. Ai để xa để xa tiếp với để xa. Ok, nên rất sai u com kể. Nhất xin đâu, quay để xa.
Bạn Masenu đã cắt được bó quả về rồi, khá là nhanh. Còn chỗ này là bạn Mati Nhù là bạn ấy cũng đã dựng được dàn rồi, được 2 luống rồi, còn 1 luống nữa thôi. Cái luống này là mình cũng mới trồng từ hôm qua, bà vợ bạn Mase lù gieo được thêm một luống này, là luống đỗ, đỗ cô ve. Aqui. À, chỗ này là cỏ rất nhiều, là mình chưa cho nhổ, là cái cây đỗ của mình vẫn còn bé nhé, nên là sợ mọi người nhổ nhầm, nên là mình vẫn để lại cho nó cây đỗ của mình nó cao một chút nữa để mọi người phân biệt, chứ không may mà nhổ đi một cây củ đỗ là không được. Củ đỗ của mình vẫn còn nhỏ nên là các bạn sợ nhổ nhầm nên là mình chưa cho nhổ cỏ, cứ để cho cây đỗ nó lên cao tí mình nhổ xong mình sẽ bón phân cho nó. Bạn ấy đậy như này là nó sẽ giữ được ẩm rất là lâu. Monti Sega. Bạn ấy cắm xong nhà nhìn cũng sắp sửa thành dàn cây đỗ rồi đấy. Một luống nữa là xong thôi. Bạn Masinino thì cũng đã đậy xong cái luống kia, thì giờ bạn ấy đang giúp đỡ bạn Mati Nhù sẽ buộc tre Phil Amaha Nogrosu về banh nhé. Você fica distante về Esino Tobong caiu a fora. Ah, sim, sim. Ok. Por pet es iba a decir. Y después salió aquí, cayó en baixo. Okay. Es muy bueno. Caiu lá fora. Curto no to bom. Cái đỗ này của mình chắc là chỉ tháng nữa là có quả. Tháng nữa là được ăn rồi. Abriu về tên cả. Hôm nay bạn Phelan đủ. Là bạn ấy nấu cái món gì đây không biết được. Rau này mình không biết được. Rau này mình không biết được là rau gì. Tao không phép xa. Phép xa tam à. Đi sang bên kia xem hàng xóm này nấu món gì.
Sí. Ok. Sí, mai ta bông. La va ke. Bombo. Dạ. Dạ lê vị bông. Dạ. Sắn này của bác anh Ngâm là cũng đã đến ngày được mang phơi rồi. Bây giờ bác đang rửa. Mình lại đi sang nhà khác. Giờ này là mọi người không biết là xin bao ta được. Bà tê kè. Gì đó? Bà tê kè. Sẽ tốt bà tê kè. Sì. Bombo. Bombo. Anh cơ cơ là cho mọi người đi kìa. Bạn này bạn đang giã sắn. Giã sắn phơi khô rồi giã ra để nấu ăn. Giã thành thành bột. Bánh để mò ra. Bất thích ra bà nhà. Bạn Marcelo buộc gần xong rồi, một nát đã xong thôi. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Marcelo là bye bye mọi người nào. Bye bye. Bye bye tất cả. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye các các bạn. Tất cả các bạn. Tất cả các bạn. Bye bye. Hôm nay video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người những video tiếp theo.